Thầy chào các em. Thầy rất vui được gặp lại các em trong bài học hôm nay. Hôm nay thầy sẽ dạy bài số 4 mặt nón, hình nón, khuôn nón. Video này thầy dạy mục 1 định nghĩa mặt nón. Sau khi xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm được cách tạo ra mặt nón bằng cách nào, từ đó định nghĩa mặt nón và các thuật ngữ cần nắm vững. Tìm giao của mặt nón với mặt phẳng đặc biệt. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học. Trước hết, các em quan sát những hình ảnh kiến trúc ở châu Âu là kiến trúc theo cái dạng mái như trên hình ảnh, là hình dạng của mặt nón. Thứ hai là người ta thiết kế cái đèn ngủ cũng có dạng một phần của mặt nón. Như vậy rõ ràng là trong thực tế chúng ta gặp rất nhiều cái kiến trúc có dạng mặt nón. Bây giờ chúng ta vào bài học. Định nghĩa mặt nón. Bây giờ thầy cho hai đường thẳng L và delta cắt nhau tại một điểm, và góc giữa L và delta là bằng alpha, và góc này lớn hơn 0 độ và nhỏ hơn 90 độ. Tức là delta và L không bao giờ vuông góc với nhau. Bây giờ thầy cố định đường thẳng delta và cho L quay xung quanh đường thẳng delta. Các em quan sát. Hình ảnh đường thẳng L quay quanh đường thẳng delta tạo thành một cái mặt tròn xoay như thế, và người ta gọi đây chỉ là mặt nón. Thầy nghiêng hình để các em nhìn từ trên xuống. Nếu chúng ta nhìn từ trên xuống thì chúng ta cũng không cảm nhận được điều gì, đúng không nào? Vậy khi đó ta định nghĩa mặt nón như sau. Mặt nón tròn xoay, hay còn gọi là mặt nón, là một mặt tròn xoay sinh ra bởi một đường thẳng L khi quay quanh đường thẳng cố định delta L nhưng không vuông góc với L. Thầy nhắc lại định nghĩa mặt nón tròn xoay, hay gọi là mặt nón, là mặt tròn xoay sinh ra bởi một đường thẳng L khi quay quanh đường thẳng cố định delta cắt L nhưng không vuông góc với L. Bây giờ thầy giới thiệu các em một số thuật ngữ các em cần nắm vững. Thuật ngữ trục của mặt nón là đường thẳng delta. Đây là trục của mặt nón. Đường sinh mặt nón là đường thẳng L. Đỉnh của mặt nón là đỉnh O, tức là giao điểm của đường thẳng delta và đường thẳng L. Và nếu gọi alpha là góc giữa đường thẳng L và delta, thì góc 2 alpha gọi là góc ở đỉnh của mặt nón, tức là góc giữa hai đường sinh mà đối xứng nhau qua đường thẳng delta. Như vậy đây là một số thuật ngữ mà các em cần nắm vững để chúng ta làm bài tập. Như vậy thầy đã giới thiệu cho các em xong định nghĩa mặt nón. Bây giờ chúng ta sang học phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta đi sang mục A nhỏ, đó là tìm giao của mặt nón và một mặt phẳng đi qua trục. Thế thì đặt vấn đề là giao của mặt nón và mặt phẳng đi qua trục của nó là hình gì? Bây giờ thầy vẽ hình.
thầy vẽ một mặt nón và thầy vẽ một mặt phẳng đi qua trục. Khi đó các em sẽ thấy mặt phẳng này sẽ cắt mặt nón theo hai đường sinh D và D phẩy đối xứng nhau qua trục delta. Chúng ta nhìn trên xuống, vì sao như vậy thầy sẽ giải thích cho các em. Giả sử mặt phẳng P đi qua trục delta của mặt nón N thì khi đó trong mặt phẳng P thì có hai đường thẳng D và D phẩy đi qua điểm O và đều hợp với đường thẳng delta một góc bằng alpha. Suy ra là góc giữa D và D phẩy bằng 2 alpha bằng góc ở đỉnh của mặt nón. Do đó D và D phẩy là hai đường sinh của mặt nón N. Vậy mặt phẳng P sẽ cắt mặt nón N theo hai đường sinh D và D phẩy đối xứng với nhau qua đường thẳng delta. Tiếp tục bài học, chúng ta đi tìm giao của mặt nón với một mặt phẳng tiếp theo. Giao của một mặt nón và một mặt phẳng vuông góc với trục của nó là hình gì? Bây giờ thầy vẽ hình. Thầy cho một mặt nón có trục delta, có đỉnh là O. Thầy gọi một mặt phẳng P vuông góc với đường thẳng delta và cắt trục delta tại một điểm là điểm Y. Và thầy gọi M là một cái điểm vừa thuộc mặt phẳng P và vừa thuộc mặt nón. Thầy nghiêng hình để các em quan sát. Điểm M nằm trên mặt phẳng P và điểm M nằm trên mặt nón. Ta sẽ chứng minh điểm M thuộc một đường tròn có tâm là Y và bán kính bằng IM như sau. Vì M thuộc mặt nón, do đó góc MOI là bằng alpha. OI không đổi, do đó IM sẽ bằng OI nhân tăng alpha là luôn luôn không đổi. Vậy điểm Y cố định, IM không đổi, do đó điểm M thuộc mặt phẳng P và thuộc mặt nón thì suy ra điểm M đó thuộc một đường tròn, thì gọi đó là đường tròn C. Thầy quay lại một lần nữa để các em quan sát. Thầy thay đổi vị trí của mặt phẳng P ta nhìn trên nhìn xuống, thì cho mặt phẳng P thay đổi bây giờ. Chúng ta sẽ giải thích.
Giả sử mặt phẳng P vuông góc với delta tại điểm Y. Mỗi đường sinh của mặt nón sẽ cắt P tại một điểm M, sao cho IM sẽ bằng OI nhân với tan của góc alpha, trong đó alpha là góc tạo bởi đường thẳng delta và đường sinh. Suy ra M nằm trên đường tròn tâm Y có bán kính R bằng OI nhân với tan alpha. Và đường tròn này nằm trong mặt phẳng P. Vậy mặt phẳng P sẽ cắt mặt nón theo đường tròn có tâm Y thuộc delta và bán kính R bằng OI nhân với tan alpha. Như vậy là tiết học hôm nay thầy đã hướng dẫn các em học cái định nghĩa mặt nón cần xoay, hay gọi tắt là mặt nón, và đi tìm giao của một mặt nón với một mặt phẳng đi qua trục. Kết quả chúng ta được giao là hai đường sinh đối xứng nhau qua trục, và góc giữa hai đường sinh này bằng góc ở đỉnh mặt nón, tức là hai alpha. Và nếu mặt phẳng P mà vuông góc với trục thì nó sẽ cắt mặt nón theo một đường tròn có tâm Y thuộc trục delta, và bán kính của đường tròn này là bằng khoảng cách từ đỉnh mặt nón đến Y nhân với tan của góc alpha. Trường hợp điểm Y trùng với đỉnh của mặt nón thì chúng ta được một điểm, đó chính là đỉnh của mặt nón. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.